Bên kia có một quán ăn mới mở, mình vừa đặt bàn rồi. Bây giờ qua là có chỗ đấy. Ok. Đi. Có lẽ chúng ta nên học cách chấp nhận. Thích một người không thích mình. Cậu đang làm gì đấy? À, không có gì. Dạo này thời tiết lạnh quá. Mình tìm mỗi đồ mỹ phẩm ấy mà. Cô ấy đối với mình rốt cuộc là thái độ như vậy. Không để ý, cũng không nhớ lời mình nói. Nhưng cô ấy lại nhớ rằng da mình nhạy cảm. Có rảnh không? Ra ngoài đi dạo một lát. Thật ra chúng ta nên học cách thích một người không thích mình. Hả? Thì chẳng phải sáng nay khi thấy người ta đi cùng người khác, cậu buồn mà. Mình buông bỏ từ lâu rồi. Mình vì một người nhát gan, thích mình mà không dám nói. Cậu đang làm gì đấy? Không có gì. Dạo này thời tiết lạnh quá. Mình tìm mỗi đồ mỹ phẩm ấy mà. Thế này bây giờ mình nói. Thôi mình không nghe đâu. Chứ anh thì luôn sẵn sàng, quyết tâm bảo vệ cho em. Mình xin lỗi. Anh sẽ là một chàng trai luôn mang vác tương lai cho em. Em sẽ là